Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm HT Bumin Marine được sản xuất tại Nutri Spain. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về HT Bumin Marine cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của HT Bumin Marine Albumin 400mg Chiết xuất kế sữa Collagen Bovien Beta-glucan 20mg l đến chiptofan 15mg l đến arginine 25mg L đến Valin 10mg L đến Isolucin 10,2mg Dạng bào chế Viên uống Suy nhược cơ thể là gì? Suy nhược cơ thể là tình trạng bệnh lý kéo dài với những biểu hiện lo âu, khó ngủ, mệt mỏi, làm việc năng suất giảm. Công dụng và chỉ định của HT Bumin Marin Người nhiễm sau nhiễm COVID-19 Người nhiễm virus viêm gan Silvia B, C, HIV và người bệnh gan mãn tính. Người ốm mới dậy, suy nhược, mệt mỏi cần bồi bổ phục hồi sức khỏe. Người bị ung thư trước và sau xạ trị, truyền hóa chất. Người trước và sau phẫu thuật, bệnh nhân bị bỏng cần hồi phục nhanh. Người bị suy thận, chạy thận nhân tạo. Cách dùng và liều dùng của HT Bumin Marine. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng ngày dùng hai lần, mỗi lần 1 đến 2 viên, sau ăn. Nên dùng ít nhất 1 tháng để có hiệu quả tốt nhất. Chống chỉ định của HT Bumin Marine Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng HT Bumin Marine. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm HT Bumin Marine đồng thời biết cách sử dụng HT Bumin Marine sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.